Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Vâng, xung thôi. Đây là Roman trong tay của Hào. Hôm nay nhiều Roman nhé. Vâng, bên kia Greg Rome. Bên mình là Rome Summer. Anh Hào cầm Rome, không cầm Sumerian. Thua trận đấu đầu tiên với tỷ số 1-3 và đây là trận đấu thứ hai. Exciter người cầm Greg và Tùng Anh là người cầm Rome. Rome Greg đối đầu với Rome Sam. Đánh thoải mái. Vâng, bên mình là ngựa chém kẹp lạc đà, còn bên kia là hai ngựa chém. Rất may là đóng được cái BG đầu tiên dành cho game thủ Mạnh Hào. Kinh thật. Lúc nào quả đầu cũng xấu. Mặc định. Trêu tôi à? Trêu tôi à? À? Đánh cho hiểu. Ơ à? Bướng này. Ơ à? Các ông trêu tôi này. À? Xong lại làm hẳn nữa. Rồi, nhưng mà lý do đến từ game thủ Mạnh Hào. 11/12 gặp sư tử. Nhà Roman có 7 hiệu thôi. Lưu tiểu quá. Rồi đây là màn máy của Khóc. Rồi, Khóc Summer yêu đầu 5 con về với nhà chính. Dường như cả hai nhà bên mình đều kiểu lưu tiểu hết. Kinh thật đấy. Vâng, như vậy là có voi có hiêu thì Khóc ở đây. Một voi một bầy hiêu bên ngoài. Vâng. Dân thì ngáo và hiêu thì láo. Cày. Rồi xúc nó đi. Nào mà nhảy đâu mà nhảy luôn đi. Cầu tiếp con voi về. Tìm đến bãi quả nữa cho nó mát. Vâng, rừng cũng khoai khoai. Đây là đầu thì nguyên thủ không được khóc. Thôi lại trở lại với Mạnh Hào. Đồ ăn như nào anh ơi? Vâng, như vậy bài ăn 3 2 hiêu rồi đã. Ít nhất là 2 bầy hiêu thì anh Hào. Không im mồm đi. Ám ít thôi. Khả năng cao giờ cạnh mép tường này là bãi quả phụ. Thế mà không thấy gì nhỉ. Đâu? Thông tin báo về Mạnh Hào quả phụ rồi. Đâu? Khóc ạ. Đây Hào mà. Tôi bảo ông Hào cần bãi quả phụ. Hai chém đi em ơi. Thiếu một đồ này cho anh Hào. Vâng, như vậy đây mới là bầy hiêu đầu của anh Hào cơ. Cái đời hơi muộn. Rồi xem Khóc đi. Đây là không Khóc. 25/28. Ăn thêm bầy hiêu ở bãi vàng. Rồi. Cái gì cơ? Các bạn lên đời rồi á? Chắc trêu. Ôi trời ơi. Yeah level. Kinh đấy. Vâng. Em cho lên đời sớm thế à rồi. Sợ thật. BL. Thiếu cả gỗ luôn.
Cảm giác khoai thật. Rồi đấy, Roman mà sao đội bạn ép đời bá đạo bây giờ. Cảm giác lên đời kiểu trên từng cây số vậy. VM con giò nó đến luôn rồi đây này. Rồi thấy Summer té luôn, quay sang chơi ao rồi. Vâng, cái đời 11 ăn vàng thôi. Vâng, anh Hào chắc đang bị xúc vào rồi. Đây anh Hào đây. Rồi như vậy là bo được, đen bỏ ra. Rồi như vậy bị chơi vào chỗ này. Xúc nó không được, lại chạy vào trong. Rồi vẩy hay vào. Rồi ông chạy đi. Vâng, cả hay ông vào hết đây. Vâng, xúc ông ở trong trước. Vâng, kệ ông ở ngoài đi, muốn làm gì là. Rồi tạm thời thủ được. Ui dồi ôi, mẹ con giò nó khoai thật. Một cảm giác để ăn được giò đối phương thôi. Tôi cũng đến ra hết cả quần. Ăn gỗ đi, xong rồi đóng P. Rồi, kene bãi vàng. À, bãi gỗ. Ăn được hai con hiêu này để có thể lên bánh xe để cho anh Hào. Vâng, có tê ôm bom luôn ạ. Vâng, kinh rồi. Của nhà cái ông Tất. Là một P ở đây. Hai T vào đây rồi. Bánh xe cho anh Hào. Vâng, T đang bắn rất rát. Kinh thật. Bạn hai con T. Đây là khóc. Còn khóc tham lai 20. Bị công về và bay luôn. Bán thật đấy. Vâng, xung tiếp vào đây. Có phủ rồi. Bay vàng thì nó không. Chạy, có bánh xe rồi. Ui ơi. Ui ơi. Ui ơi. Chọc mù mắt tôi đi. Ôi, nó có phù thủy đây. Rồi phù mình mà đen nữa thì đúng là nhục thật. Rồi, cuộc sống nó cũng còn cái, còn có tí cửa. Đập cả dân đối phương luôn. Summer. Ôi dồi ôi. Khóc quy sai. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ hai dành cho team Nam Định. Vâng, kinh thật, đánh khỏe quá. Bài mình xấu thì nghiệt. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai.